Hallelujah! Yeah, rất là vui được gặp lại ông bà trong uh, anh chị em trong buổi sáng hôm nay ở trong chương trình thờ phượng trực tuyến. Tôi không biết quý vị thế nào nhưng mà tôi rất 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 là nôn nóng để uh, đầu tháng 5 chúng ta sẽ được gặp lại với nhau tại trong hội thánh ở trong nhà thờ để cùng uh, tái bắt mặt mừng, cùng uh, vui mừng với nhau, ăn mừng với nhau vì dịch Covid-19 đã bị chấm dứt tại thành phố sài gòn và việt nam cũng như cả thế giới của chúng ta quý vị đồng ý không ạ à? yeah. rất là vui bởi vì chúng ta được nghe nói lời gần một tuần rồi là không có thêm một ca nhiễm nào nữa và tôi mong rằng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở trên đất nước của chúng ta và có một điều tôi rất là cảm thấy thú vị đó là việt nam chúng ta đang nổi tiếng đó quý vị bởi vì đây là một trong đất nước mà những cái ca lây nhiễm thấp nhất và hiệu quả nhất đây là điều mà chúng ta rất là tự hào vì là người việt nam amen yeah. Và được trở lại với Hội Thánh trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục à, học sách Đa Ninh Đoàn Ba. Quý vị còn nhớ chủ đề của bài giảng tuần rồi, chúng ta còn nhớ đó là gì không ạ? À? Dạ, yeah, quý vị nhắc lại em tôi là khi con, khi con bước qua lửa. Một lần nữa, Khi con bước qua lửa. Dạ, yeah, chúng ta còn nhớ hai điều mà chúng ta đã học ở trong phần đầu của sách Đa đoạn Đoàn Ba không ạ? À? Thứ nhất đó là đức tin của chúng ta luôn bị thách thức, chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Khi chúng ta có đức tin, chúng ta sẽ bị thách thức. Và điều thứ hai chúng ta học đó là thử thách càng tăng thì đức tin lại càng cao. Quý vị, đừng lo, thử thách càng tăng thì đức tin của chúng ta càng cao. Từ một đức tin xác quyết, một đức tin bị thách thức, ba bạn của Daniel đã trở thành một những người có đức tin xác quyết và từ xác quyết, họ đã bước qua một cái phần cao hơn nữa đó là đức tin của sự mạnh mẽ và đầy phi thường và ước mong rằng qua cơn đại dịch này tôi cũng như quý vị sẽ có đức tin mạnh mẽ hơn và để chúng ta tiếp tục học phần còn lại tôi muốn quý vị chúng ta một lần nữa đọc ở trong Esai đoạn 43 câu 1 và câu 2 hãy đọc chung với tôi hai câu kinh thánh này chúng ta khởi sự bây giờ đi Giô-va phán hỡi Gia-cốp đấng đã dựng nên con hỡi Israel, đấng đã tạo thành con, phản đừng sợ vì ta đã cứu chuộc con, ta đã gọi đích danh con và con thuộc về ta. Khi con vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy. Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con. Dạ, thưa hội thánh. Từ rồi chúng ta đã dừng lại chỗ của ba bàn Daniel khi từ chối cơ hội của vua bàn và khẳng khái nói với vua rằng sẽ không bao giờ quỳ lại trước tượng thần của vua bởi vì họ tin rằng Chúa sẽ cứu họ và thêm vào đó nữa họ lại nói rằng nếu mà Chúa không cứu thì xin đức vua cũng biết rằng chúng tôi cũng sẽ không bao giờ thờ lại và phục vụ thần của vua và điều đó đã làm cho Nebuchadnezzar giận tái mặt lên và cuối cùng thì Kinh Thánh đã cho chúng ta biết ông yêu cầu lửa tăng lên gấp 7 lần. Và ba chàng thanh niên người Do Thái đã bị quăng vào trong lò lửa. Và quý vị, điều gì đã xảy ra sau đó? Sáng hôm nay tôi muốn quý vị bước vào trong cái câu chuyện đầy kịch tính và đầy phước hạnh này. Điều gì đã xảy ra khi ba bạn đã nên bị quăng vào trong lò lửa? hãy trở lại với tôi ở trong đan in đoạn 3. Tôi sẽ đọc một quý vị chỉ dò xem thôi. Bây giờ vua Nebuchadnezzar giận tái mặt. Nhìn Sadrac, Mesach, Abednego và Trương Linh đốt lò lửa nóng gấp 7 lần lúc bình thường. Vua sai các binh sĩ lực lượng nhất trong quân đội chối Sadrac, Mesach, Abednego và ném vào lò lửa hực. Ba người ấy liền bị trói với nguyên quần trong áo dài, áo ngắn cùng các triều phục khác và bị ném vào lò lửa hực vì lệnh vua quá nghiêm lò lửa lại vô cùng nóng nên các binh sĩ ném Sadrach, Mesach và Abednego bị ngọn lửa thiêu rụi còn ba người là Sadrach, Mesach, Abednego vẫn bị trói mà rơi vào giữa lò lửa hực bây giờ vua Nebuchadnezzar kinh ngạc đứng phát dậy hỏi các quan tham mưu có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người không họ trả lời tâu bệ hạ đúng vậy vua lại nói kìa cảm thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng hề hấn gì cả và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần rồi vua Nebuchadnezzar đến gần lò lửa hực và kêu lớn tiếng hỡi Sarrat Abednego là đầy tớ đức chúa trời chỉ cao hãy bước ra và lại đây quý vị điều gì đã xảy ra khi ba chàng thanh niên bị quăng vào trong lò lửa điều gì đã xảy ra quý vị chúa xuất hiện Quý vị hãy nói theo tôi Chúa xuất hiện. xuất hiện Một lần nữa quý vị Chúa xuất hiện, xuất hiện. Phải Khi họ bị quấn vào trong lò lửa Điều kỳ diệu đã xảy ra Đó là Chúa đã xuất hiện Ở tại đó Chúa xuất hiện khi nào Tôi suy gẫm chỗ này và tôi thật sự được khích lệ rất là nhiều Và tôi muốn chia sẻ điều này với cả tấm lòng của tôi Với quý vị khi nào thì Chúa đã xuất hiện với ba bạn đàn em quý vị. Khi nào, khi mà họ phó thác cuộc đời của họ trong tay Chúa, khi mà họ dám công bố với vua rằng sống còn vẫn thờ phượng Chúa và nếu chết tôi cũng sẽ thờ phượng Chúa và không có điều gì khiến cho họ bị lung lay cả và điều này khiến cho tôi nhớ đến một câu nói kinh điển của một thánh đồ đã từng nói. Dẫu Chúa có giết con, con vẫn tin cày ngại. Chúng ta biết ai nói không ạ? À? Đó là Job. Ông cũng đã từng công bố như vậy. Dẫu Chúa có giết con, con vẫn tin cày ngại. Thưa quý vị, ma quỷ tìm đủ một cách để khiến cho chúng ta sợ hãi. Và khi chúng ta sợ, chúng ta đến mất đức tin của chúng ta nơi Chúa. Và cái sợ chết là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của con người. Nhưng mà ở tại đây chúng ta thấy ba người bạn Do Thái này đã không biết sợ là gì cả. Và thậm chí họ nói rằng họ sẵn sàng chết vì cớ thờ phượng đức Chúa Trời. Và chính vì vậy chúng ta thấy ma quỷ đã thất bại. Ma quỷ đã thôi lui khi mà lời công bố của họ nói ra. Và cũng đó là lúc mà Chúa hành động Đó cũng là lúc mà Chúa Ngài xuất hiện để giải cứu ba chàng thanh niên này Bài thưa quý vị Đức Chúa Trời sẽ hành động Đức Chúa Trời sẽ làm phép lạ là, Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện khi mà chúng ta hoàn toàn tin cậy ở nơi Ngài Khi mà chúng ta hoàn toàn phó thác cuộc đời của mình ở trong tay Ngài Tôi nhớ câu chuyện của Abraham khi mà y Isaac Quý vị cần nhớ Chúa bảo Abraham đem y sát lên để làm của lễ. Và khi nào thiên sứ của Chúa phán với ông, khi nào thì Chúa ngài xuất hiện với ông ở tại nơi mà ông dâng con trai mình. Có phải lúc ông ông uh, trói con mình không? Dạ không. Có phải lúc ông chất củi lên không? Dạ cũng không. Lúc nào quý vị? Khi nào thiên sứ của Chúa phán với ông? Khi nào Chúa xuất hiện với ông? Khi mà ông cầm dao và chuẩn bị giết con ngay bây giờ ở sông Thánh ký đoạn 22 cho chúng ta thấy Abraham đưa tay ra cầm lấy dao để giết con mình nhưng mà thiên sứ đức vô ba từ trời gọi ông Abraham Abraham ông thưa có con đây quý vị thấy không khi mà đức tin của ông hoàn toàn tin cậy rằng Chúa con sẽ làm theo điều Chúa phán con sẽ làm theo điều Chúa dạy và con sẽ dâng đứa con này cho Chúa ngay lập tức thiên sứ của Chúa hiện ra nên tôi cầu xin Chúa dùng điều này để nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị. Chúa sẽ hành động. Chúa sẽ xuất hiện. Chúa sẽ làm phép lạ khi mà chúng ta hoàn toàn tin cậy và phó thác cuộc đời mình trong tay của Chúa. Tôi nhớ có một chương trình truyền giảng lớn mà chúng tôi đã tổ chức nhiều năm trước đây. Hơn cả ngàn người. Và buổi truyền giảng đó thì bắt đầu bằng sự thao phượng. Và cảm ơn Chúa đang khi chúng tôi thờ phượng Chúa thì sự hiện diện của Chúa ở tại nơi căn phòng đó. Và chúng tôi nhìn thấy sự vận hành của Thánh Linh rất là mạnh mẽ và chúng tôi đã kêu gọi sự cầu nguyện. Ai trong quý vị là người đang có bệnh, xin hãy đưa ta lên và chúng tôi cầu nguyện. Và trong năng quyền của danh của Chúa Giêsu, chúng tôi cầu nguyện công bố sự chữa lành. Công bố phép lạ của Chúa được xảy ra khi mà chúng tôi thấy Chúa xuất hiện ở tại đó. Và sau đó thì tôi mới hỏi ai trong quý vị vừa nhận được sự chữa lành thì tôi thấy có nhiều cánh tay đưa lên quý vị và có người thì biết được chữa lành nhưng mà có một người làm cho tôi ấn tượng cho đến bây giờ tôi không bao giờ quên trong cuộc đời chức vụ của mình đó là một một bà đã được người ta đem tới với một cái cán bà không đi được bà chỉ nằm trên cán thôi và được đem đến trong cái buổi truyền giảng chữa lành đó và ngay trong buổi chiều hôm đó sau khi thò phượng, sau khi cầu nguyện xong Thì bà đã đứng dậy khỏi cái cán của mình Là nơi mà bà đã nằm nhiều ngày Và không đứng dậy nổi Và ốm đúng cái từ là da bọc xương Và bà đã bước lên sân khấu Và đi qua đi lại Tôi đã được chữa lành Tôi đã được chữa lành Và với bao nhiêu tiếng reo hò Ngồi khen Chúa Vì Chúa đã chữa lành Và tôi là người đã phỏng vấn người chị em đó Tôi hỏi vì sao bà đến đây Ai đưa bà đến đây và bà nói trong nước mắt, tôi nghe có buổi truyền giảng chữa lành và tôi muốn đến đây để được chữa lành, quý vị và ngay chiều hôm đó bà đã được chữa lành. Nếu người chị em đó nói rằng, ôi đi đến đó làm gì, phí thiệt thì giờ đến đó làm gì, có được chữa lành không? đến đó làm gì tốn tiền thôi, có được gì đâu? nếu người chị em đó nghĩ như vậy thì tôi tin rằng sẽ không có phép lạ xảy ra. Nhưng mà người chị em đó hoàn toàn tin rằng Khi tôi đến trong buổi truyền giảng chữa lành đó Tôi được chữa lành Và ngay lập tức chiều hôm đó Bà đã được chữa lành Cho nên tôi càng xác quyết để nói quý vị rằng Chúa sẽ xuất hiện Chúa sẽ hành động Chúa sẽ làm phép lạ là Khi mà chúng ta đặt lòng tin của chúng ta ở nơi này Và quý vị Chúa xuất hiện ở đâu Chúa xuất hiện ở đâu Chúng ta đọc ở câu 24, câu 25 Bây giờ vua Nebuchadnezzar kinh ngạc đứng phát dậy, hỏi các quan tham mưu có phải chúng ta đã ném vào lò lửa ba người không? Họ trả lời, tâu bị hạ, đúng vậy. Vua lại nói, kìa, chẳng thấy có bốn người không bị trói bước đi giữa lửa mà chẳng hề hấn gì cả và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần. Quý vị, tôi thích cái câu mà Nebuchadnezzar nói, ta thấy bốn người. Quý vị, Chúa xuất hiện ở đâu? Chúa xuất hiện trong lò lửa. Quý vị có ngạc nhiên không ạ? Tại sao Chúa không có đem họ ra khỏi lò lửa? Mà Chúa xuất hiện trong lò lửa. Tôi rất là thích khi mà Chúa dạy tôi bài học này. Và tôi nghiệm ra một điều rằng, quý vị, Chúa không đem chúng ta ra khỏi lò lửa, nhưng Ngài sẽ ở trong lò lửa với chúng ta. Nếu quý vị đồng ý, xin hãy đánh chữ Amen trong phần bình luận. Chúa không đem chúng ta ra khỏi lò lửa Nhưng Ngài ở trong lò lửa với chúng ta Amen Và Nếu quý vị thấy đó ý là hay quá Thì hãy nói là hay lắm một sư ơi Tôi rất là thích thú khi mà Chúa bày tỏ cho tôi rằng Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi thấy có rất là nhiều người đã cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi Đem năng đề ra khỏi con Con chịu hết nổi rồi Chúa ơi Cất ngọn núi này ra khỏi con nó cao quá với con nó kinh khủng với con Nhưng mà ít ai chúng ta cầu nguyện với Chúa Chúa ơi Thêm đức tin cho con Thêm sự kiên nhẫn cho con Để con có thể vượt qua nan đề này có ai trong chúng ta đã từng cầu nguyện là Chúa ơi, thêm tình yêu cho con, thêm sự nhìn nhục cho con để con có thể chấp nhận người này. Nếu quý vị đồng ý hãy nói Amen. Quý vị, tôi học được ở tại chỗ này. Chúa muốn chúng ta trải nghiệm khi chúng ta qua sông. Sông sẽ không nhấn chìm chúng ta. Khi chúng ta bước qua lửa, lửa chẳng làm hại chúng ta được. Chúa muốn tôi và quý vị kinh nghiệm điều đó. Bởi vì tại đó chúng ta mới thấy phép lạ. Ai trong quý vị muốn nhìn thấy phép lạ như ta lên nào? Tôi thấy tay quý vị rồi đó. Nhưng mà xin hãy nhớ điều này phép lạ thường xảy ra trong nan đề. Hay nói cách khác hơn là nan đề là cơ hội tốt để Chúa làm phép lạ. Tôi muốn hỏi một lần nữa, ai trong quý vị muốn thấy phép lạ? Quý vị muốn không ạ? À? Vậy thì đừng bao giờ từ chối nan đề. Bởi vì nan đề là cơ hội tốt để Chúa làm phép lạ. Chỉ có ở trong nan đề phép lạ mới xảy ra. Quý vị thấy Khi nào mà Chúa làm Cho đoàn dân đông được no đủ 5.000 người ăn Có phải nang đề đó là Không có bánh đúng không ạ à? Tại trong nang đề đó Tại trong cái nghịch cảnh đó Chúa Ngài đã làm phép lạ là cho họ 5.000 người ăn Người hướng dẫn vừa nói cho chúng ta Khi nào Chúa làm phép lạ là quá nước thành rượu quý vị Khi người ta rượu đầy đủ đúng không ạ à? đâu có phép lạ đâu nếu mà bạn đầy đủ thì bạn sẽ không thấy phép lạ đâu khi người ta hết rượu thì lúc bây giờ chúa mới hành động quý vị amen với tôi không ạ à? khi nào thì bảo tố yên lặng quý vị khi mà ở các môn đồ ở trên thuyền ở trên dòng sông Galile rất là êm ái chúa khiến cho bảo tố yên lặng đúng không ạ à? không khi họ ở trên thuyền khi họ gặp bão tố và ngay trong thời điểm đó chúa đứng dậy và phán rằng hãy yên đi hãy lặng đi và ngay lập tức biển yên cho nên tôi muốn nói một lần nữa với quý vị rằng Nang đề là cơ hội tốt để chúa làm phép lạ chỉ trong nang đề trong khó khăn trong nghịch cảnh này chúng ta mới thấy phép lạ của chúa cho chúng ta và tôi cầu nguyện để chúa cho tôi và tất cả quý vị chúng ta không phải chỉ có một phép lạ duy nhất đó là được cứu, được tha tội, được biến đổi. Nhưng mà tôi tin rằng Chúa muốn tôi và quý vị đi từ phép lạ này đến phép lạ khác. Chúng ta sẽ kinh nghiệm phép lạ của sự cung ứng như Chúa đã làm cho dân Israel ngày xưa. Mana, chim cúc và bánh chay. Và tôi tin rằng phép lạ nó vẫn còn dành cho chúng ta. Và tôi tin rằng Chúa còn muốn dẫn chúng ta đi đến những phép lạ của sự giải cứu ra khỏi những thói hư tật xấu ra khỏi những cái sự trói buộc của ma quỷ trong cuộc đời của mình và khi chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa phép lạ đó xảy ra và tôi tin rằng Chúa cũng muốn chúng ta kinh nghiệm phép lạ của sự chữa lành phép lạ của sự biến đổi và nhiều phép lạ khác ở trong cuộc đời của chúng ta nhưng hãy nhớ rằng nan đề chính là cơ hội tốt để Chúa làm phép lạ cách đây hơn 2 tháng tôi được nghe tin vào một mục sư ông làm vị mục sư mà tôi rất là quý mến và cũng là vị mục sư mà tôi rất là ngưỡng mộ tôi xem ông như là thầy của tôi bởi vì chính ông đã giảng và đặt tay cho ngày lễ phong chức mục sư của tôi ấn tượng về ông rất là sâu sắc ở trong đời sống của tôi câu chuyện ông kể và bài giảng ông giảng cho đến ngày hôm nay tôi vẫn nhớ về sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của ông. Và chúng tôi thường gọi ông là một sư thiên sứ. Bởi vì mà ông rất là sáng quý vị và cái tâm của ông rất là nhân hậu. Ông yêu mến Việt Nam. Ông yêu quý những tôi tớ Chúa ở tại Việt Nam. Và đã đến Việt Nam nhiều lần để nâng đỡ, khích lệ đức tin của chúng tôi. Hôm nay ông 72 tuổi rồi. Nhưng vẫn là một giáo sĩ, một nhà truyền giáo với cương vị là giám đốc truyền giáo ở tại Trung Hoa Lục Địa. Vẫn sốt sáng như ngày nào, vẫn mạnh mẽ như ngày nào. Và tôi rất thích nghe ông giảng quý vị, bởi ông giảng rất là đầy năng quyền. Nhưng hai tháng trước tôi nghe ông bị nhiễm Covid-19. Ô, tôi và nhiều mục sư là những người biết ông rất là buồn. Là chúng tôi khẩn thiết cầu nguyện cho ông. Ngày nào cũng vậy, tên ông được nhắc đến ở tại vọng canh. Ngày nào cũng vậy, khắp nơi đều nhắc đến tên ông bởi vì ông đã để lại cho chúng tôi một sự quý mến rất là sâu sắc. Và cảm ơn Chúa quý vị. Mới từng rồi, tôi nhận được tin từ cái chỗ không thở được, ông phải thở bằng ống thở và rất là nguy kịch. Nhưng mà tuần rồi, tôi đã nhìn thấy mặt của ông và lời cảm ơn của ông ở trên một cái clip ngắn là ông đã được chữa lành. Quý vị, đôi khi Chúa đưa chúng ta qua lửa, đôi khi Chúa cũng cho phép chúng ta ở trong lò lửa để tại đó Chúa nói với chúng ta rằng ta là Chúa ở với con. Trong cơn dịch, trong bị khó khăn, trong lúc chúng ta thiếu thốn, Lúc đó, đó là lúc mà chúng ta thấy rằng Chúa ở với chúng ta. Mình xin Chúa dùng điều này để nhắc nhở và khích lệ tôi cũng như tất cả quý vị. Để chúng ta sẽ thấy sự can thiệp một cách siêu nhiên của Chúa cho những người tin cậy nơi Ngài. Và đừng bao giờ cầu nguyện Chúa ơi đem năng đề ra khỏi con nữa. Mà hãy cầu nguyện là Chúa ơi thêm đức tin cho con. Thêm sự nhịn nhục cho con. Thêm kiên nhẫn cho con. Để con có thể đi trong lửa và thấy Chúa xuất hiện ở trong lửa điều thứ ba mà tôi được học ở tay trong chỗ này. Chúa xuất hiện ở trong lửa để làm gì? Để đảm bảo rằng không có lửa thử thách nào quá sức chúng ta. Tôi rất thích cái câu thi thiên 76 câu thứ 10. Quý vị hãy mở ra và đọc chung với tôi sẽ thấy rất là hay. Tôi đọc câu thánh này tôi rất là thích. Cân giận loài người hẳn sẽ ngợi khen Chúa. Còn cân giận dư lại Chúa sẽ ngăn chặn. Quý vị thấy không? Phân biệt rất là rõ ràng. Ok, anh có quyền giận. Bạn có quyền giận. Ông có quyền giận. Cơn giận của loài người. Hắn sẽ ngờ khen Chúa. Nhưng mà giận chứ à? Không được à. Tới một mức độ nào đó thôi. Câu này như là cho phép ngư giận. vẫn vô lò lửa. Nhưng mà tăng gấp 7 lần à được à. Thôi thích cái chỗ này quý vị. Cơm giận giữ lại, Chúa sẽ ngăn chặn Giống như uh, sư đồ follow ông đã nói trong Côn Tôn Nhất Động 10 câu 13. Những thử thách đến với anh em chẳng có điều nào quá sức loài người. Đức Chúa trời là đứng thành tính, Ngài không để anh em bị thử thách quá sức mình đâu. Nhưng trong thử thách, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Những thử thách đến với chúng ta không có điều nào quá sức đâu quý vị. Hãy yên lòng. Không có điều nào quá sức đâu quý vị. Chúa vẫn đang tẩy trì. Chúa vẫn đang kiểm soát. Chúng ta thấy nhiều người đang rúng động, đang sợ hãi. Nhưng mà hãy nhớ rằng không có quá sức. Không có quá sức chúng ta đâu quý vị. Ngài vẫn đang tẩy trì. Cơn giận dư. Ngài sẽ ngăn trở. Ngài cho phép thử thách đến. Ngài cho phép lửa thử thách đến. Nhưng mà không có quá. Ngài cho nó có một giới hạn nào đó, mức độ nào đó và không được quá tức nữa. Mình xin Chúa một lần nữa khích lệ tôi và ông bà chị em để mỗi người trong chúng ta, những ai đó trong chúng ta đang đối diện với lửa thử thách trong cuộc đời của mình. Chúng ta nói, ô Chúa ơi quá sức con rồi, Chúa ơi chịu hết nổi rồi. Không quý vị, không quá sức đâu. Và tôi mong rằng lời này sẽ nhắc nhở cho chúng ta, không có điều gì là quá sức. Không có thử thách nào quá sức hết. Chúa sẽ mở đường ra khỏi. Chúa sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi. Chúa sẽ làm ơn cho chúng ta và giúp chúng ta để chúng ta vượt qua được cái cơn thử thách này. Và điều thứ tư mà chúng ta học ở đây. Qua lửa bạn sẽ được tự do. Quý vị. Ba bạn đã nên bị quăng vào trong lò lửa. Và khi ông vô phát hiện ra tóc có bị cháy không? Có không quý vị? Không đúng không ạ? À? áo có bị cháy không? áo trong áo ngoài có bị cháy không? cháy không quý vị. và ngay cả cái mùi cháy có không ạ? À? không. nhưng mà tôi nói quý vị có một chỗ bị cháy. hãy xem lại đi. tóc không cháy, áo không cháy, không có mùi khét nhưng có một chỗ bị cháy. Dạ, yeah, quý vị, tôi đón biết quý vị rất là thông minh Ở trong câu 25 chúng ta đọc xem coi Vua lại nói Kìa chẳng thấy có bốn người không bị chối Bước đi giữa lửa mà chẳng hề hấn gì cả Và dáng vẻ của người thứ tư giống như con trai của các thần Thưa quý vị, khi mà bị quăng vô lửa Họ có bị chối không? À, câu 23 nói rõ ràng nè Còn ba người Saradac, Mesach, Abednego vẫn bị chối trước đó là bị chối vì thế nào họ bị chối quăng vô lửa nhưng mà khi nếu búa cánh nó sang nhìn thấy thì trong câu 25 mươi kia ông thấy bốn người không bị chối quý vị nó đọc chỗ này thì nó wow đã quá chú ơi vô lửa tóc không cháy áo không cháy tất cả đều không trái chị có vậy rồi bị bứt đứt. Chúng ta học được điều gì ở tại đây? Qua lửa, chúng ta sẽ được tự do. Sợi dây của sự sợ hãi đã bị bứt đứt. Sợ dây của tội lỗi bị bứt đứt. Sợ dây mà ma quỷ trói chúng ta bị bứt đứt khi mà chúng ta qua lửa. Wow Đó là một điều mà tôi được khích lệ Anh chị em Đừng sợ lửa Đừng sợ thử thách Cứ mỗi lần qua lửa thử thách đó Chúng ta sẽ được lên một bước cao hơn nữa Cứ mỗi lần qua những thử thách đó Tôi tin rằng quý vị sẽ kinh nghiệm Sự giải cứu một cách lạ lùng của Chúa Trong cuộc đời của mình Giống như ba bạn đang nên tại đây Họ đã Được cỡ trối Họ đã được tự do đi trong lửa. Và tôi cầu nguyện để qua cơn đại dịch này, tất cả chúng ta sẽ được tự do. Sợ hãi sẽ không còn ở với chúng ta nữa. Sự kinh khiếp sẽ không ở với chúng ta nữa. Chúng ta sẽ lên một level khác. Chúng ta lên một cái bước khác ở trong đức tin của chúng ta bởi vì chúng ta đã chiến thắng được nó rồi. Thôi cầu nguyện để lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ thêm đức tin, thêm sự kích lệ cho quý vị. Hãy nhớ rằng ở trong lửa, ở trong sự khó khăn, Chúa Ngài sẽ giải cứu chúng ta Có người hỏi tôi vì sao Những con dân Chúa hay thậm chí mục sư Cũng bị nhiễm Covid Tôi nói với họ rằng Chúa không có cứu chúng ta ra khỏi thế gian Chúa nói rằng Chúa để chúng ta ở trong thế gian Nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi Chúa còn cho phép bệnh tật đến Chúa cũng cho phép khó khăn đến Chúa cũng cho phép phủng hoảng tài tránh tới Covid tới Nhưng mà hãy vững lòng Chúa đã chiến thắng rồi vì vậy chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì sau những nan đề, những khó khăn, những thử thách Chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa, kinh nghiệm sự giải cứu, kinh nghiệm sự chữa lành Một cách siêu nhiên của Chúa và yêu Chúa nhiều hơn Và điều cuối cùng mà tôi muốn cùng học quý vị ở tại đây Đó là gì? Một kết thúc hơn cả điều mong đợi Một câu chuyện như tôi đã nói quý vị Hết sức là kịch tính đúng không ạ? Hết sức là kịch tính và nghẹt thở giữa đức tin của ba chàng thanh niên người Do Thái với một vị vua hùng mạnh lúc bấy giờ. Đức Chúa Trời đã được tôn cao ở trong câu chuyện này. Một kết thúc và có thể là bất ngờ không nằm trong kịch bản của Nebuchadnezzar nhưng mà nó nằm ở trong kịch bản của Đức Chúa Trời. Ông là người tạo ra năng đề nhưng mà kết thúc Đức Chúa Trời đã đấng tệ trì. Ông là người đã làm một việc ngu xuẩn ngạo mạn nhưng cuối cùng kết thúc là Chúa chúng ta được tôn cao. Cho nên quý vị hãy yên lòng Trong mọi nan đề xảy ra Chúa luôn luôn được tôn cầu Chúa luôn luôn được vinh hiển Và con người sẽ nhận biết rằng Chúa là được Chúa Trời vĩ đại Con người gây ra nan đề Nhưng Chúa vẫn nắm quyền kiểm soát Đức Chúa Trời Nhà có quyền biến nan đề Trở nên phước hành cho chúng ta Và điều kế tiếp mà chúng ta thấy là Chúa có thể thay đổi lòng dạ Của vị vua này Trước đó mấy chục phút Ông là người ngạo mạn Đúng không ạ? À? Ông là người bắt buộc người ta Phải cúi đầu xuống Để thơ lại pho tượng Và nếu không thơ lại Thì sẽ bị quăng vào trong lửa Nhưng mà chỉ Sau vài mươi phút Thì chính ông là người lại ra chiếu chỉ Là không ai được đụng đến Đức Chúa Trời của Sadorak, Mesach và Abednego. Và nếu ai đụng đến Thì nhà đó sẽ bị phần thầy Và trở thành đống phần Quý vị Chúng ta thấy không ạ Một điều hết sức là lạ lùng Chính ông Chính ông Là người ra lệnh phải quy lại Và bây giờ chính ông cũng là người Tôn cầu Chúa Và ông nói rằng Đức Chúa Trời của ba bạn này đã bảo vệ, gìn giữ họ ngay cả khi họ trái mặt. Nên quý vị hãy yên lòng Không có điều gì khó với Chúa của chúng ta cả Chúa có thể thay đổi lòng của con người Một cách rất là dễ dàng Ở trong nan đề này Nên Nếu ai đó trong chúng ta đang đối diện với những nan đề tưởng chừng như Lớn quá, làm sao thể thay đổi người này Làm sao thể thay đổi người kia Quý vị chúng ta không thay đổi được đâu Đừng cố gắng làm điều không thể Nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta thầu phượng Ngài có quyền để thay đổi lòng của người cuối cùng đó là gì? Phần thưởng dành cho người có đức tin. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về người có đức tin. Chúng ta thấy trước đó chỉ vì đức tin họ bị vòng bọc, họ bị quăng vào lò lửa đúng không ạ? Trước đó chỉ vì đức tin họ bị gọi là cứng đầu, là ngu xuẩn. Nhưng bây giờ cũng là đức tin đó họ được gì quý vị? Họ được mọi người khen ngợi và được thăng chức. Amen. Hallelujah. Tôi thật sự rất khích lệ quý vị. Trước đó người ta gọi là ngu. Tại sao lại cãi lệnh vua? Cứng đầu. Vua cho cơ hội mà không chịu sửa. Nhưng mà sau đó chính đức tin đó là đức tin đã khiến họ được ban thưởng chính đức tin đó là đức tin đã khiến cho họ được thăng chức. Và chính đức tin đó đã khiến cho Chúa được bình tĩnh. Rồi rất thích câu Kinh Thánh ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6. Nếu quý vị thuộc xin hãy đọc với tôi câu Kinh Thánh này. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng được Chúa trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa trời phải tin rằng có Đức Chúa trời. Và Ngài là đứng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Phải quý vị Chúa là đứng thưởng cho kẻ tìm kim Ngài. Đức tin là điều làm hài lòng Chúa. Ai trong quý vị muốn làm Chúa vui lòng, hãy đưa ta lên. Đức tin của chúng ta. Hãy nhớ, đức tin của chúng ta, đó là điều mà Chúa đẹp lòng. Và tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ thêm đức tin cho quý vị. Mong rằng đức tin của ba bạn đan nên sẽ là đức tin của chúng ta, đặc biệt ở trong thời khắc khó khăn nhất của thế giới ngày hôm nay có lẽ chúng ta đang bước qua lửa của thử thách đó chỉ là thách thức mà thôi quý vị và tôi mong rằng qua lửa này đức tin của chúng ta sẽ được gia tăng và tôi mong rằng qua lửa này chúng ta sẽ kinh nghiệm một đức chúa trời vĩ đại ở trong lửa với chúng ta và chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng qua lửa chúng ta sẽ được tự do qua lửa chúng ta sẽ được bình an qua lửa không còn sự dây chối nào trốn cuộc đời của chúng ta được Và qua lửa chúng ta sẽ thấy là Con trai Đức Chúa Trời ở với chúng ta Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và ước mong rằng Chúng ta sẽ là người bước qua lửa Trong sự chiến thắng vinh quang Hy vọng được gặp lại quý vị trong tuần tới Amen